Okay, xin chào mọi người nha. Tại mình đang có mặt ở Giáp Xứ Đông Quan, địa chỉ là số 35 đường Tông Hương Thuận 2, phường Tân Hương Thuận, quận 12, Hồ Chí Minh. Đây là phía trước, đây là cổng. Đó, cổng. Đây là khu chính diện của nhà thờ. Đó. Bây giờ mình sẽ đi sang đây nha. Thì phía bên tay phải của mình hướng vô nhà thờ sẽ có tượng Chúa Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót Chúa. Đó. Mình thấy rất là đẹp. Thì thờ này vô tình mình cũng đi ngang, mình thấy mình vô mình tìm hiểu thôi. Đó. Đây là kinh cầu xin lòng Chúa thương xót. Đó. Ok, mình sẽ qua bên kia mình quay tiếp nha. Ok, mình đã qua bên phía bên tay trái của mình. Thì đây chính là Thánh Du Xe. Thánh Du Xe còn được gọi là Thánh Bảo Trợ. Đó. Đây là kinh nha các bạn. Rồi, đây chính là chân dung của tượng Thánh Du Xe. Đây là hình như là hoa huệ. Đó. Ở đây cũng có một viên đá ghi là Linh Mục Martino Trần Quang Vinh ha, và Linh Mục Du Xe Nguyễn Trung Tín. Đó, tri ân quý ân nhân. Thánh Du Xe rất đẹp đúng rồi, rất có nét luôn. Ok, mình sẽ quay, giờ mình sẽ quay toàn cảnh nhà thờ nha. Ok, mình sẽ đi, các bạn cùng đi một vòng nha. Đó, đến góc này thì mình thấy rõ, được chưa? Hiện tại trời đang mới âm u chuyển mưa các bạn. Các bạn có thể đi đường ở ngoài, đường lớn ngoài á. Rồi các bạn, mình không nhớ tên đường đó là gì, nhưng mà quẹo vô những cái đường nhỏ nhỏ là sẽ thấy hướng về Trường Chinh. Trường Chinh mà đi về chỗ ngoài bến xe An Sương á, thì trên cái đường hướng về đó thì các bạn sẽ quẹo bên tay phải đó. À, thấy đẹp không? Mình sẽ quay một vòng trước nha. Mình đi một vòng rồi sẽ tới chính diện nhà thờ, rồi sau cùng là cung thánh. Video mình quay là chất lượng 4K luôn, cho nên là khá là nét. Đây, ở đây là có bảng nó trong giáo phận Sài Gòn mà hạt Hóc Môn nè. Đó. Thì đây là những cái giống như những cái nội quy. Đó. Cái nội quy ha. Để muốn xem thì các bạn bấm dừng lại. Bấm nút dừng để các bạn xem. Ở đây là các bạn biết sự tích gì không? Đó là giếng nước. Có nghĩa là khi có một phụ nữ, người mình không biết là người nào, đến múc nước thì đã gặp gỡ Chúa ở nơi giếng nước. Đó. Dưới đây là có một cái kiểu nhà sinh hoạt, một bộ ở dưới các bạn. Đây, mình sẽ quay góc rộng ha, tại vì đứng đây thì nó, mình để mà mình thấy được toàn cảnh thì mình phải chuyển sang góc rộng. Đó, các bạn sẽ đi đường phía sau này nè. Ở sau đây các bạn đi vòng qua đây. Hiện tại trời đang rất là mát luôn á. Ô, chuông nhà thờ lên luôn rồi. Đó.
Đâu phải nghe chuông không? Mình sẽ cố gắng quay. Phía sau này cũng không có gì hết. Đây chính là mặt sau nhà thờ. Đó. Đây, chuông trên đây. Nó đi đúng một vòng nhà thờ các bạn. Tại là đã hết chuông. Giờ các bạn sẽ cùng mình đi vào trong nhà thờ nha. Để coi bên trong có khung cảnh nhà thờ như thế nào nha. Thì vô tình chúng ta cũng đã nghe được tiếng chuông nhà thờ. Hồi trước thì mình có xem nhà thờ này ở trên YouTube đó. Hôm nay thì mình mới tới. Ở đây là lễ đặt viên đá đầu tiên à. Thì do tổng giám mục Phaolô Quang Độc chủ sự. Thì các bạn biết nhà thờ này đặt viên đá vào năm 2014 à. Tức là tính đến nay là 2024, tức là hiện tại là đã được 10 năm. 10 năm xây nhà thờ này. Cảnh bên trong có chú đó đang tập đánh đàn. Chính là cung thánh thôi. Đây là nhà tạm. Đây là thánh Giuse. Đây chính là tượng Đức Mẹ. Đức Mẹ chủ mân côi, chủ chàng hạt đó. Là tượng chúa chịu nạn.
mình có xin chú kia quay thì chú kia nói là được, nhưng mà phải nhanh tại vì sắp có lễ. Đây là các thánh tự đạo Việt Nam đó. Bên trong thôi. Ok, mình sẽ xóa cảnh này nha. Thì bên trong đây những cái chàng này nhé. Đây là gác đài. Đây là thánh Phêrô. Đây là chúa chiên lành. Bên đó thì có vẻ là thánh Phaolô phải. Đây là góc bên trái. Đây là máy vòm. Okay. Đây sẽ là nơi giữ xe nè. Bên hiên bên đây. Đó. Đây là thiên thần. Thì mình đã quay hết tổng quan nhà thờ cho các bạn. À còn góc này nữa. Còn một góc bên đây mình chưa có quay. Đây là Chúa giảng dạy cho mọi người ở trên núi. Thánh Gioan viết, Thánh Gioan cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, cũng là người viết sách Tin Mừng đó bạn. Là một trong bốn tác giả viết sách Tin Mừng. Đồ xe. Ok, thì clip của mình ở đây kết thúc nha. Nếu các bạn có muốn mình quay các giáo xứ khác, nhà thờ khác, hãy comment nha. Chào tất cả mọi người.